ngày, những ngày mà cụ ăn uống tiện tặng tằn tiện vậy đó. Tiền thì không dám xài đâu, tại vì sợ, sợ lắm, sợ những ngày mà trời mưa trời gió lỡ có bệnh gì đó để lấy tiền nó ra để mua thuốc mà uống của chú anh chị. Thật sự là Nghĩa rất cảm động khi chứng kiến những hình ảnh đó, những lời nói đó của những bà cụ mà Nghĩa đã quay qua trong những thời gian qua, thưa cô chú anh chị. Dạ thôi thì hôm nay, ôi sao bà khóc hả? Bà có muốn nói gì không? Bà cảm động hay sao? Muốn nói là gửi lời mấy thăm mấy cô chú ở ngoài vậy giùm tôi đi chứ tôi không biết nói gì nữa giờ. Lần nào bà Sáu cũng xúc động cô chú anh chị, thương quá trời thương luôn á. Con chúc bà Sáu nhiều sức khỏe bà Sáu ha. Những câu chuyện đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực đi tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau thương hướng đến một tương lai. Tất cả hãy cùng chung tay với bà con nghèo, hãy đến với chúng tôi. Dạ Nghĩa mến chào quý cô chú anh chị các bạn trở lại với kênh Nghĩa Phước Vlog. Nghĩa xin gửi lời chúc quý cô chú anh chị các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Dạ thưa cô chú anh chị, thì hôm trước Nghĩa có qua nhà bà Sáu, bà lão 84 tuổi bầu cải để bán cho cô chú anh chị. Thì qua những nội dung video đó Nghĩa quay thì được nhiều cô chú anh chị các bạn quan tâm thương. Và đặc biệt ngày hôm nay thì có chị Xuân Lưu ở bên Mỹ có gửi tiền về cho Nghĩa để Nghĩa mua cái máy quạt cho bà Sáu, để cho những cái ngày nắng nóng nè bà Sáu có cái máy quạt để sử dụng ban đêm dễ ngủ hơn, thưa cô chú anh chị các bạn. Giờ Nghĩa sẽ vô thăm bà Sáu, mời cô chú anh chị các bạn cùng Nghĩa vào đây để thăm bà Sáu nha. Một buổi sáng thì ở đây rất yên bình luôn cô chú anh chị. Trời, cô chú anh chị nhìn nè bà Sáu, con chào bà. Bà nhớ con không? Bà nhớ con không? Đó. Nhớ. Con tên gì? Phải tên Nghĩa không? Phải tên Nghĩa không? Dạ con á. Bà Sáu này ăn cơm gì bà Sáu? Cơm với xà chín rồi. Ăn cơm với xà chín rồi cô chú anh chị. Trời ơi. Ừ, bà Sáu ăn một bữa ăn là được mấy chén bà Sáu? Có một chén bới trong cái này mà. Có một chén bới này ăn hết không? Có bữa hết bữa không. Có bữa hết bữa không ha. Ừ. Trời ơi. Rồi bữa nay là ăn hết không? Bữa nay ăn ngon miệng bữa không bà nay Sáu? Ăn hết nè. Nay ăn hết ha. Sáng đói bụng rồi. Sáng đói bụng ha. Ừ. Bữa nay bà Sáu nấu cơm sớm ăn sao? Ừ. Giờ bữa nay con báo bà Sáu một tin vui ha. Ừ. Nó là hổng con quay bà Sáu đó, có chị Xuân Lưu thương bà Sáu muốn mua cho bà Sáu cái máy quạt để bà Sáu ngủ. Ừ. Bà Sáu chịu không? Chịu. Chịu ha.
Bà Sáu muốn mua cái quạt sao bà Sáu nói con nghe đi, con đi mua cho. Trời ơi, cho cái gì cũng được á. Cho cái gì cũng được hết. Không có đòi hỏi á. Không có đòi hỏi cô chú anh chị. Không, bây giờ con mua cái máy quạt đứng đứng nha, mình để dưới đất cái nó cao lên cái vạt cho nó thổi vô cái mùng mình. Cho tối dễ ngủ. Nào giờ bà Sáu có ngủ quạt không? Không. Bà Sáu thích ngủ quạt không bà Sáu? Muốn ngủ quạt không? Muốn mà không? Nhưng mà đâu có mà lấy. Con hỏi bà Sáu nè, hỏi bà Sáu 500 ngàn đó của một mạnh thường quân mà giấu tên cho bà Sáu hổng, bà Sáu xài chưa? Chưa có xài còn. Chưa xài nữa cô chú anh chị ơi, bà để bà ngửi cho bà không có ăn. Sao bà Sáu không xài? Xài gì rồi nó mẻ ra mất công nữa. Nó mẻ quá, để dành hoài vậy luôn hả? Để dành chừng nào ra tiền mình không có tiền mua thuốc uống á. Ừ. Rồi lấy ra mua uống. Chừng nào mua thuốc uống mới lấy tiền ra. À. Còn ăn thì cũng phải nhịn ăn cơm với sòi, ăn cơm với sòi luôn. Trời ơi cô chú anh chị ơi, xài tiền mà bà Sáu sợ mẻ. Rồi mấy ngày nay là bà Sáu ăn cơm ngon không? Ăn được, có bữa ăn được. Có bữa ăn được lắm ha. Dạ. Ừ. Yeah. Mấy hôm nay bà Sáu có đi chặt thuốc nam nữa không bà Sáu? Có nè. Ừ. À cái bột thuốc nam ha. Ừ. Là ngày nào nào bà Sáu cũng uống hết. Ngày nào nấu nồi kìa. Dạ. Yeah. Nồi để bếp đó. Dạ. Yeah. Vậy là bữa nay con đi mua quạt cho bà Sáu ha. Ừ. Bây giờ bà Sáu cho con, bà Sáu dẫn con lên nhà trên đi, con coi là có thể mua dây điện mua gì không. Rồi bà Sáu chỉ con là rồi sẵn con mua dây điện luôn, chứ để mua mấy quạt về không có dây điện cái sao bà Sáu xài. Ừ. Ha. Ừ. Bà Sáu dẫn con lên nhà trên rồi con mình để cái quạt ở chỗ nào đang con mua, biết con mua dây điện. À trời ơi cô chú anh chị, bà Sáu chắc nước cơm nè. Nước cơm để uống đó. Nước cơm để uống. Bà Sáu này con chắc... đi đâu rồi? Giờ là bà Sáu ngủ trên cái vạt này ha. À, trên vạt này. Trên cái vạt này. À, giờ bà Sáu muốn để cái máy quạt ở chỗ nào? Để ngay đây ha. Để đây rồi giờ dây điện kéo về là mình có tiện mình đi không bà Sáu? Ý là cái cổng dây điện bà Sáu để đây là cổng dây điện sẽ nằm dưới đây nè, mình đi tới đi lui đi qua lại thì đụng cổng dây điện nè. Dạ. Bà Sáu để đây được không? Bà Sáu thường hay ngồi đây hả? À, ngồi tôi đó. Vậy để cái quạt đây được không? Để đó rồi đây quạt được hả? À, nó không mát ha. Ô nhà bà Sáu cô chú anh chị thì cái ổ điện nó nằm ngay đây nè. Ổ điện nằm ngay đây là phải kéo ra ngoài này. Mà giờ nếu mà để đây thì nó quạt xuống nè, bà Sáu không mát mà để đây thì nếu giờ mua cổng dây điện phải câu dòng qua đó xuống đây. Giờ để con mua rồi cái con câu vòng cho bà xuống ngay đây ha, để quạt ngay đây cho bà ha. Để đây cho nó mát chứ ngay đây thì nó quạt ở trên xuống nó không mát. Cái này là phải mua cổng dây điện dài cái câu vòng xuống đây nè. Trên vách xuống. Rồi ngay cái máy quạt cố định để ngay đây cho bà Sáu. Dạ thôi vậy là để con đi mua ha. Bà vui không? Vui. Vui hả? À, cho được mấy quạt mừng á. Cho được mấy quạt mừng quá. Thôi có tiền thì xài chứ sao bà Sáu để trong túi hoài vậy không xài? Cũng xài chứ. Rồi sao sợ tiền mẻ? Lâu lâu lấy ra xài. Lâu lâu lấy ra xài ha. Dạ. Dạ thôi để con đi mua bà Sáu ha. Cái quạt đứng ha. À. Cái quạt đứng rồi để ngay đây. Rồi con sẽ đi mua. À, dạ thưa cô chú anh chị thì qua một lúc mà bà Sáu dẫn Nghĩa nè vô trong nhà thì do cái ổ điện nằm đây thì Nghĩa giờ bắt buộc phải mua dây thêm để đúng cái nơi mà bà Sáu chọn. À, và sẽ mua cái quạt đứng cho bà Sáu, chưa biết giá là như thế nào nữa. Mời cô chú anh chị bạn cùng Nghĩa ra ngoài cái tiệm quạt để cùng chốt cái quạt cho bà Sáu nha. Dạ. Dạ thưa cô chú anh chị, thì hiện giờ Nghĩa đang tới tiệm điện máy đây. Thì ở quê Nghĩa xã thì có một cái tiệm duy nhất thôi. Thì hôm nay Nghĩa sẽ đến đây để chọn cái quạt cho bà Sáu. Dạ chị ơi, em muốn mua cái quạt, chị tư vấn cho em một cái quạt đứng mà cái giường nó thấp thấp cỡ này nè. Rồi, cái này là quạt lỡ nè cưng. Cái này là giá nhiêu chị? Cái này 390.
390. Còn cây này cũng lỡ nữa, đây là 301 của Sinco. Ủa sao cái đó 301 này 390? Cái này là công nghiệp. Còn này quạt này là cánh kiểu là nó mát nhẹ, còn này nó mát mạnh. Cánh công nghiệp. À, như bà cụ 84 tuổi là chị tư vấn em nên xài cái quạt nào? Cái đó là do ví dụ như cũng thích thôi, chứ quạt nào xài cũng được. Ví dụ này là mà số 1, số 2, số 3, ví dụ mà không muốn mát hơn mình xài số nhẹ lại, đúng không? Yeah. Còn cái này là nó, cái quạt này nó đầm vậy, nó mạnh vừa thôi, còn cái này nó là 7 cánh nè. Nên nó quạt nhanh, nó mát nhiều. Yeah. Thôi em cái động cơ nó mạnh hơn. Thôi em mua cái này cho bà cụ đi. À, chị có bán dây điện luôn không? Có luôn. À, em cần cỡ 15 thước dây điện với cái chui ghim với cái ổ ghim luôn. Dạ. À, để xài kéo ra để xài cái quạt này có không? Dạ. Để chị thử cái quạt này ở đây bán, chị chú quán có test thử luôn rồi chú anh chị. Đây. À. Nè, mình muốn vừa. Nó dạ. Có nút chậm, nút nè, nút này là không bà cụ ví dụ lạnh quá mình sẽ giảm nhẹ lại. Dạ. Dạ. Số 1, số 2, số 3. Dạ. Cái này tắt nè. Số 1 là mạnh nè. Dạ. Số 2 mạnh nè. Rồi số 3 là nhẹ lại. Dạ dạ dạ. Rồi. Này bảo hành 2 năm. Bảo hành 2 năm, chị có viết giấy bảo hành cho em luôn không? Dạ. Với chị làm cho em còn dây điện nha, 15 mét dây điện. Có làm sẵn cái chui ghim, cái ổ ghim cho em luôn chị. Cái này là lấy luôn ha, chị ghi bảo hành vô luôn ha. Dạ dạ. Nay 28 tháng 4 giờ tới 28 tháng 4 2 năm sau hả chị? Rồi. Ở gần không? Cái này ở gần không? Ở bên sông nè, em cho bên sông nè. Dạ em quay kênh YouTube thiện nguyện rồi cho bà cụ hoàn cảnh khó khăn đó. Dạ. Tại nhà tôn mà mùa này nóng quá chị ơi. Dây 8.000 mét được không? Là dây này bảo đảm ha. Dây này dây đồng. À. Dây 1.5 được. Rồi rồi chị lấy cho em dây này đi. 15 mét đi chị. 8.000 một mét là 120.000. Ủa sao dây xanh? Dây xanh này còn dây này 9.000 thì thôi độ. Dây này 9.000, lấy dây này hay là dây 8.000 hay dây 9.000? Thôi dây 9.000 đi, nhà tôn nó, cho nó an toàn. Dây này nó bự, dây này dây 1.5. Dạ. Yeah. Ở đây mình bán cũng đủ đồ điện hết hả chị ha? Dạ. Tại dòng cái nhà nó xa có nhà có một cái ổ điện duy nhất à, có cái tụ điện duy nhất à. Cái dây này là xài được cho nồi cơm điện máy dạ lên mà ca siêu tốc rồi được luôn nè. Dạ. Đủ luôn. Dạ, tại dây này nó bự chị ha. Nó bự đó. Chứ không phải là xài cho mấy quạt không. Gắn luôn nha. Dạ, gắn luôn em đi. Nè ngồi đi. Dạ, dạ được rồi chị. Bà cụ bà ở ngủ có một mình nên mà nhà tôn hầm hì quá trời hầm hì. Cái qua quay được Mạnh Thường Quân cho. Ủa bên trong này bà cụ nào ở neo đơn mình ta? Ở trong gần U Chư vậy. Chị cũng ở U Chư nè. Chị cũng ở U Chư. Có con mà nó đi làm á, cũng như đi vác cam vác gì á, không nghe bà cụ nói rồi kiểu như là cái vạt thì ngủ con mình nên à, rồi ban ngày thì cũng ở con mình nên, hai chồng ngủ riêng cái nhà kia, còn cái nhà đó là bà cụ ngủ mình mà thấy nóng quá trời nóng luôn. Có mấy chương trình này được. Dạ. Yeah.
giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn, rồi những lúc mà đang mệt về mà trong bà cụ mà nó có một cây quạt chẳng có mát. Trời hổm em để coi em quay lúc trước cái cho bà cụ gạo mì đồ này kia với 500 ngàn qua, bữa nay hỏi bà cụ xài chưa, bà cụ nói không có xài, để dành xài sữa mẻ. Trời ơi. Thì cây quạt thì hỏi nào giờ có xài không, đâu có xài, hỏi muốn xài không, có đâu muốn. Nhiều bà cụ ở quê thấy nói chuyện cũng chân chất thiệt tình, thương gì đâu á chị ơi. Dạ, dạ, điện em lại em quay về cái làm nhịp cầu nói thôi. Rồi những mạnh thường quân thấy, dạ đúng rồi, mạnh thường quân thấy vậy rồi mới gửi tiền về mua gạo mua mì này kia cho tiền. Dạ. Chị làm sẵn là về em chỉ ghim vô thôi. Mà tại cái nhà để cái vị trí máy quạt là phải cái dây nó vòng ở trên cái vách nhà đó, cho nên là dây hơi dài. Dạ. Yeah. Hay hết sức, tìm người con mà thất lạc biết bao nhiêu năm luôn mà tìm ở nước ngoài mà tìm được á. Dạ. Chị con mấy chương trình thích. Những chương trình thiện nguyện thì mang tính nhân văn ý nghĩa hơn chị. Không. Lấy cái giấy ngồi ghi cho em nha. Rồi chưa? À, sau một lúc làm này rồi đã rồi đây cô chú anh chị, à, chị tính tiền cho em nha. Dạ. Cái này dây là 9.000 mét. À. Là 15 mét nó 135 ngàn. Dạ. Cái ổ với cái này 25 ngàn nữa là 160. Thì với cây quạt 390 là 550. Là 550. Rồi chị ghi cho em cái to giúp em ha. Rồi, rồi. Cái qua đời. Hay cái qua đời. Ở đây thì Nghĩa cũng mượn chị chủ bán này, cô chú anh chị làm sẵn luôn. Về Nghĩa chỉ ghim vô thôi, ghim vô cho bà cụ. Với lại là mình mắc cái con dây trên cái vách đó, mắc vô cho bà cụ để bà cụ dễ xài. Trời ơi, chị làm rất là gõ gàng luôn cô chú anh chị. Đúng ngày đúng tháng ghi cho hẳn một cái hóa đơn luôn. Tổng cộng 550 ngàn. Rồi em gửi chị tiền. Dạ. Dạ. Rồi cô chú anh chị ở khu vực xung quanh Ngãi Tứ thì cô tiệm của chị nè, để ủng hộ chị bán đồ điện. Bán tất cả các đồ điện luôn. Điện gia dụng. Thôi em cảm ơn chị nha, dạ, em đi ạ. À. Dạ. Chúc chị mua may bán đắt. Dạ. Cái này á chị. Mua xong về tới nhà cô chú anh chị ơi. Bà Sáu đang đón Nghĩa ngoài cửa kìa. Con mua cho bà cái quạt này bà chịu không? Cái quạt này hả? Dạ. Trời, bự quá ha. Bự. Bà thích không? Thích. Thích ha. Dạ con lên con gắn lên cho bà Sáu ha. Dạ. Cái này là quạt bao mát luôn. Để hồi con chỉ cho bà Sáu sử dụng nha.
Người ta có bảo hành cho bà Sáu luôn, có phiếu bảo hành 2 năm nha bà Sáu. Con gắn cái mít gì cho vô cho bà Sáu. Giờ con nói bà Sáu là con lòn cộng dây điện từ bên đó qua đây ha. Con lòn cộng dây điện từ cái ổ điện qua đây à, xuống đây là trên vách á, chứ để dưới đất gì lòng thòng bà đi bà dấp ha. Bà chịu không? Chịu. Mua này chắc dư rồi 15 mét lận, tại con sợ lòn vòng vòng nó không đủ. Mua giờ bà Sáu đủ xài luôn. Con bước lên đây nha. Bước đại lên đi. Mấy ngày nay ngủ được không bà Sáu? Được. Được ha. Ngủ ngon không? Dạ. Yeah. Sao vậy? Sao bỏ ngủ nữa? À, ngủ không được nữa. Ngủ không được nữa ha. Ừ. Là ban ngày bà Sáu có ngủ mà sao? À. Tối nay là bà Sáu ngủ ngon rồi đó. Dạ, có quạt nó mát. Trời hầm hì quá trời. Do nhà bà Sáu nhà tôn đó cô chú anh chị, mấy cây nè tôn nên mình quấn đi cũng phải sợ nó va vô tôn, tại vì điện mà nó đụng vô tôn cái lâu ngày nó chốc cái vỏ ngoài nên đi cũng phải tránh tránh. Chắc dây điện này con mua cho bà chắc dư quá. Dạ thôi dư để đại vậy đó. Dễ dở cái đó giùm anh. Trời cái bàn của bà Sáu cũng lâu năm lắm rồi nè. Hồi đó bà Sáu ai đóng cho bà Sáu, bà Sáu mua người ta đóng cho bà Sáu. Hồi đó người ta đóng. Người ta đóng, người ta bán bà Sáu ha. Người ta đóng bán á, rồi sao rồi nó té tiêu quá là phần nửa đó. Dạ. Phần nửa rồi con kia một cái cô bỏ. Rồi lấy con miếng ra. Cũng lâu rồi hả bà Sáu? Lâu lắm rồi. Rồi đẹp trai. Để con xuống con lấy cái con ghim vô cho bà Sáu ha. Vì điện dư rồi. Tại con nãy con sợ là thiếu rồi mất công mình nói cái nó không an toàn. Để con cuộn cuộn lên cho bà Sáu. Ngồi bà Sáu qua đây ngồi test thử cái máy quạt nó mát không nha bà Sáu. Dạ. Yeah. Không sao dư chừng 2 mét.
Bà Sáu ở đây ngồi nè, con test cho bà Sáu luôn. Tôi thấy đường rồi. Không thấy đường á bà Sáu? Ừ. Sao vậy? Kéo màn mắt hả? Giờ bà nhìn con bà thấy không bà Sáu? Không thấy đen thui à. Trời ơi, thấy con đen thui hả? Ừ. Là lại gần nữa bà thấy con không? Cũng vậy à. Rồi sao nãy bà biết con là Nghĩa? Ừ, bị nói chuyện hoài đó. À, nghe coi cái tiếng con ha. Ừ, nghe tiếng biết. Nghe tiếng biết chứ giờ nhìn là không thấy nữa. Cái quạt này là con mua 390 ngàn. Rồi dây đồ này nọ người ta làm sẵn cho mình luôn là 550. Đây con lại đây con ghim bà đó bà ta. Cái này đằng sau có những cái nút sử dụng này để con chỉnh sẵn cho bà luôn. Ôi chú cái mạnh quá con, để số vừa vừa cho bà Sáu đó. Về được rồi ha. Giờ con hỏi bà Sáu một lần nữa nè, bà Sáu hôm nay có mấy quạt rồi, bà Sáu vui không? Vui. Vui ha. Ừ. À, đây là món quà của chị Xuân Lưu ở bên Mỹ. À, gửi tiền về con nhờ con mua tặng cho bà cái máy quạt. À, bà có muốn nói lời gì với chị Xuân Lưu không? Có không biết cổ rồi nói sao? Bà nói sao cũng được, bà cảm ơn hay như nào. À, rồi vậy đây hả? Là chị nghe, bà nói vậy là con quay con đăng lên là chị nghe. À. Vậy là tôi cảm ơn cái cô Xuân Lưu. Dạ. Dạ, khỏe, mạnh khỏe nha. Bà Sáu gửi lời cảm ơn chị Xuân Lưu. Dạ. Rồi, cậu chúc cô mạnh khỏe nha. À, còn gì nữa không bà Sáu? Nhớ coi cái gì nữa. Nhớ rồi cái gì nữa hả? À, chắc quên rồi. Chắc quên. Không nhớ. Thôi vậy cũng được rồi. À, vậy là bà Sáu cũng cảm ơn chị Xuân Lưu rất là nhiều. À, bà Sáu gửi lời chúc chị mạnh khỏe. À, Nghĩa cũng thay mặt bà Sáu cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi ủng hộ bà Sáu từ hôm những cái video Nghĩa quay bà Sáu tới nay, và đặc biệt là chị Xuân Lưu đã có cái món quà thật sự ý nghĩa trong thời điểm này. À, bởi vì cô chú anh chị thấy á, Nghĩa ngồi đây là mồ hôi nè. Đổ mồ hôi. Vòng vòng cái nhà bà Sáu với nhà Ton cô chú anh chị. Ton, xung quanh là Ton không à. Trời này nóng nực lắm, cho nên là có cái máy quạt này có thể là bà Sáu dễ ngủ hơn. Đó, rồi những cái ngày mà nóng nực này kia mình bắt lên nó cũng là cho mình mát ha bà Sáu ha. Dạ. Thôi còn cái tiền hổm xài đi nghe. Bà đừng để dành nữa. Sao bà để dành hoài vậy? Xài tiền sợ mẻ cô chú anh chị. Cho bà cụ 500 ngàn hôm trước có một mạnh thằng quân giấu tên có cho quà nhu yếu phẩm chén nồi đồ này kia, thì bà Sáu tới nay Nghĩa qua hỏi thì bà Sáu vẫn không có xài, nói là xài sợ mẻ cái tiền đó. Trời ơi, chờ khi nào bà Sáu mới xài, khi nào mà có vậy thì mình cũng thiếu quá. Dạ. Cũng thiếu rồi lấy ra xài, còn không túng thôi để đó, để hoài vậy luôn. Ừ. À, cô chú anh chị ơi, rất là thương những bà cụ ở quê á, những bà cụ ở quê mà lam lũ làm việc những cái công việc như bà cụ cắt lục bình, còn bà Sáu đây thì quấn bẹ cải, quấn bầu cải. À, những công việc thu nhập này nó không có cao nhưng mà cũng có thể gọi là vừa sức của mấy cụ tím ngày 5 ngàn, 10 ngàn, mười mấy ngàn gì vậy đó, để mua nước mắm, nước tương, bột ngọt. Như là khi nãy cái đầu video Nghĩa cũng gửi hình ảnh cô chú anh chị, thì hôm nay bà Sáu ăn cơm với xào chín đó, những ngày bà cụ ăn uống tiện tặng tặng tiện gì đó,
Tiền thì không dám xài đâu, tại vì sợ, sợ lắm, sợ những ngày mà trời mưa trời gió lỡ có bệnh gì đó để lấy tiền đó ra để mua thuốc mà uống của chú anh chị. Thật sự là Nghĩa rất cảm động khi chứng kiến những hình ảnh đó, những lời nói đó của những bà cụ mà Nghĩa đã quay qua trong những thời gian qua, thưa cô chú anh chị. Dạ thôi thì hôm nay, ôi sao bà khóc hả? Bà có muốn nói gì không? Bà cảm động rồi sao? Muốn nói là gửi lời mấy thăm mấy cô chú ở ngoài vậy giùm tôi đi chứ tôi không biết nói gì nữa giờ. Lần nào bà Sáu cũng xúc động cô chú anh chị, thương quá trời thương luôn ạ. Con chúc bà Sáu nhiều sức khỏe bà Sáu ha. Rồi, thỉnh thoảng con qua thăm bà Sáu ha. Thôi thì giờ sức khỏe cũng tuổi cũng lớn rồi, sức khỏe mình không có được mạnh khỏe như ngày trước, thôi nghỉ bầu cải đi bà Sáu ha. Đi chọc lá chuối thấy nắng nôi quá à. Rồi cho nó giữ gìn sức khỏe chứ đi chọc lá chuối rồi quấn rồi bán 1.000 cái bầu cải cũng không có nhiều tiền mà sao ha. Ở nhà đi rồi ăn uống ngủ nghỉ cho khỏe. Thôi con qua đây thì hôm nay con cũng gửi món quà của chị Xuân Lưu đến bà Sáu. Con cũng thay mặt chị Xuân Lưu cũng như khán giả kênh con chúc bà Sáu thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn mấy chú đó, Dạ cô chú gì hết trơn, tôi cảm ơn hết á. dạ dạ một lần nữa Nghĩa cũng xin gửi lời cảm ơn chị Xuân Lưu cũng như quý cô chú anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi video của Nghĩa thời điểm này. Nghĩa xin kính chúc quý cô chú anh chị các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Nghĩa cùng bà Sáu gửi lời chào tạm biệt cô chú anh chị, nhớ like chia sẻ giúp bà Sáu nha. Thôi thưa bà Sáu con về.